One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất thế giới trên Amazon. Chất âm 2 chuẩn Hi-Res, nhịp bass sống động với màng loa kích thước 50mm, thích hợp để nghe nhạc và xem phim. One Audio Pro 10 là tai nghe có dây siêu bền với phần dây dễ dàng thay thế. Đệm tai êm ái mang lại cảm giác đeo thoải mái, dành riêng cho người xem hiểu rõ trong 5 phút khi các bạn bấm vào đường link bên dưới, giá chỉ còn 590.000. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ chiều thứ 6 ngày 9 tháng 2. Trong video này chúng ta sẽ cùng điểm qua những tin tức trong đêm qua và sáng nay theo giờ địa phương. Chúng ta sẽ bắt đầu từ thành phố Avdiivka với nhiều thông tin và cập nhật thú vị nhất. Theo đa số các nguồn thông tin đáng tin cậy, người Nga đã tiến hành các cuộc không kích mạnh mẽ với vô số quả bom FBB tấn công vào thành phố Avdiivka. Theo thông tin ban đầu, người Nga đã phóng khoảng 15 quả bom FBB, sau đó số lượng đã tăng lên khoảng 30 quả và sau đó lại tăng lên khoảng 40 quả đổ xuống lãnh thổ Avdiivka. Đến khi mặt trời mọc, số lượng quả bom FBB mà người Nga đã phóng vào Avdiivka đã lên tới hơn 50 quả. Các nguồn tin cho biết đó là một đêm kinh hoàng đối với người dân Ukraine. Theo thông tin, các khu vực chính trị tấn công mà người Nga nhắm đến tập trung chủ yếu vào nhà máy hóa chất. Người Nga cũng đang cố gắng ngăn chặn người Ukraine lại và không cho triển khai lực lượng dự bị đến nơi mà người Nga đang cố gắng xâm nhập vào vòng phòng thủ thứ hai của người Ukraine. Các vụ nổ và cuộc tấn công bằng quả bom FBB của người Nga cũng đồng thời diễn ra tại nhiều khu vực. Nguyên nhân là do người Nga đang cố gắng ngăn người Ukraine triển khai lực lượng dự bị trong Avdiivka đến cùng một khu vực theo hướng đi đường sắt và cầu. Cuối cùng, người Nga cũng đã tấn công lãnh thổ dọc theo khu công nghiệp. Hiện tại chúng ta chưa biết số lượng thiệt hại của phía Ukraine, nhưng rõ ràng hậu quả để lại cho Ukraine là vô cùng nặng nề. Nguồn tin đáng tin cậy từ phía Nga đã đăng tải video và một số cập nhật về tiến triển của quân đội Nga bên trong Avdiivka. Theo thông tin, sau một trận chiến dữ dội, người Nga đã chiếm quyền kiểm soát trên một khu rừng gần đường sắt phía Ukraine. Chúng ta cũng nhận được một số thông tin thú vị từ phía Sư đoàn Không quân 46 của lực lượng Ukraine và họ đã đăng tải một bài viết trên kênh Telegram chính thức của họ nhằm mô tả tình hình trong thành phố. Tóm lại, Sư đoàn 46 đã yêu cầu các nhà quân sự Ukraine và Tổng thống Zelensky bắt đầu quá trình rút lui để giữ lại các vị trí và cứu sống các lực lượng. Họ cũng nói rằng, hiện nay, Avdiivka không còn là một cuộc chiến chiến lược hoặc chiến thuật nữa, mà nó bây giờ trở thành một cuộc chiến chính trị. Họ tin rằng chiến thắng đã rơi vào tay người Nga và sự khác biệt duy nhất giữa tình hình hiện tại và tình hình trong một tháng nữa khi Avdiivka bị chiếm hoàn toàn là số lượng thiệt hại của quân Ukraine bây giờ không còn là lợi thế chiến thuật cho họ nữa. Một tin tức quan trọng khác mà chúng ta nhận được từ cả Nga và Ukraine. Một thông tin đã được xác nhận rằng hôm nay người Nga đã bắt đầu sử dụng trang thiết bị chiến thuật điện tử để làm chậm tốc độ kết nối của Starlink. Điều này cũng là một phần trong cuộc tấn công, khiến người Ukraine ở Avdiivka gặp khó khăn trong việc kết nối Internet và không thể tiếp cận các nguồn thông tin từ bên ngoài. Sau đó người Nga sẽ bắt đầu triển khai cuộc tấn công. Đây có vẻ như là một chiến thuật thông minh giúp người Nga xâm nhập vào phòng thủ của người Ukraine và gần như làm sụp đổ hệ thống phòng thủ của họ. Tình hình hiện nay đối với người Ukraine đang trở nên rất căng thẳng. Không có gì ngạc nhiên nếu chúng ta nhận được các thông tin cập nhật cho thấy tình hình ngày càng xấu đi. Ví dụ như Avdiivka bị bao vây hoặc các quyết định rút lui của người Ukraine, mọi thứ xấu nhất đều có thể xảy ra. Chúng ta hãy cùng chuyển đến hướng Krychivka, trong khi lực lượng Nga đang tập trung tài nguyên chính của họ ở một số nơi như Novomikhailivka và Liman. Tuy nhiên, vẫn có các cuộc xung đột đang xảy ra ở khu vực Ivanitske và Bohdaniska, nhưng các cuộc xung đột này đều diễn ra một cách chậm rãi và không quá ác liệt. Đêm qua, thông tin quan trọng nhất đến từ Andriivka khi nguồn Nga đã công bố video về việc họ chiếm giữ các căn cứ ở phía Bắc. Điều này cho thấy sự tiến triển của họ và có thể sẽ có thêm một cuộc tấn công từ phía Nga để ép cho người Ukraine rút lui. Một đoạn video ngắn đã cho thấy được sự hiện diện cuối cùng của lực lượng Ukraine tại khu vực này. Nga đã ném bom bằng pháo binh vào các vị trí lực lượng của Ukraine ở tuyến đường sắt. Rất có thể trong những ngày tới, có thể thậm chí trong hôm nay, Nga sẽ cố gắng khôi phục lại quyền kiểm soát trên lãnh thổ này và ép cho Ukraine rút lui sâu hơn vào bên trong hệ thống phòng thủ Krychivka. Ở Bilohorivka, có nhiều thông tin đáng chú ý về các cuộc tấn công drone của người Ukraine đánh chặn các nguồn cung cấp của Nga. Nga đã phản ứng bằng cách tập trung lực lượng và tuyên bố họ sẽ tiến hành cuộc tấn công khác vào Smyrna. Có tin đồn rằng họ đang chiếm đóng hoàn toàn khu vực công nghiệp ở Bilohorivka. Điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của khu vực này. Ở hướng Tony, chúng ta có được sự tiến triển của lực lượng Nga qua một video được đăng tải bởi quân đội Ukraine. Trong video này chúng ta thấy các cuộc tấn công được thực hiện bằng cách sử dụng hệ thống tên lửa đa phần. Điều này có nghĩa là người Ukraine đã sử dụng các tên lửa, đạn đa phần để tấn công lực lượng Nga ở hướng Tony. Ở Vincha không có gì đáng chú ý ngoại trừ một cuộc tấn công bằng drone của Nga. Tuy nhiên, nhìn chung tình hình ở đây không phải là lý tưởng cho Ukraine, nghĩa là không có sự thay đổi đáng kể hoặc các nhân sự quan trọng xảy ra.
và điều này có thể đồng nghĩa với việc lực lượng Ukraine không chỉ có ưu thế hoặc không đạt được tiến triển tại địa điểm này. Từ biên giới với Belarus, chúng ta đã quan sát thấy sự di chuyển của lực lượng quân tinh nhuệ của Belarus gần với biên giới Ukraine. Điều này cho thấy rằng có thể họ đang chuẩn bị cho một kế hoạch đối với khu vực này, hoặc có thể họ chỉ đơn giản là muốn làm cho Ukraine phải tập trung lực lượng quân sự tại đây. Cuối cùng, với các tin tức chính trị, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã thể hiện niềm tin rằng nếu Trump tái xuất vào vị trí Tổng thống Mỹ, ông sẽ chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi ông nhậm chức. Tổng thống Ba Lan tin rằng Donald Trump sẽ thúc đẩy các biện pháp cần thiết để kết thúc xung đột ở Ukraine ngay sau khi ông đảm nhận lại quyền lực Tổng thống. Động thái này là Tổng thống Ba Lan nói rõ rằng không hài lòng nhất là khi ông Duda mới đây cũng tuyên bố bán đảo Crimea là đất Nga. Được biết, Ba Lan là một trong các quốc gia ủng hộ Ukraine nhiệt thành nhất kể từ khi chiến sự bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Nhưng quan hệ hai nước gần đây leo thang căng thẳng. Liên quan đến vấn đề ngũ cốc giá rẻ, Ukraine ảnh hưởng tới thị trường nội địa Ba Lan cùng một số nước châu Âu. Lãnh đạo Ba Lan và Ukraine gần đây cũng đưa nhiều phát ngôn chỉ trích đối phương. Đây gần như cũng là tâm lý chung ở các nước châu Âu, ngay cả khi Thủ tướng Olaf Scholz nhấn mạnh trong bài viết đăng trên Wall Street Journal ngày 7 tháng 2, trước thềm chuyến công du Mỹ rằng chúng tôi không cho rằng châu Âu đang xung đột với Nga và không tìm kiếm đối đầu. Chúng tôi sẽ kháng cự mọi âm mưu kéo NATO vào cuộc chiến với Nga tại Ukraine. Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi tăng viện trợ cho Ukraine nhưng khẳng định không muốn NATO bị kéo vào cuộc xung đột với Nga. Như vậy, rõ ràng Ukraine vốn chỉ được coi là công chúa chống Nga của phương Tây. Lãnh đạo chính phủ Đức nhấn mạnh lập trường phản đối Nga trong chiến sự tại Ukraine cho rằng diện mạo châu Âu và trật tự thế giới sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nếu Nga giành thắng lợi trong cuộc xung đột. Ông cảnh báo mọi chi phí đầu tư vào lúc này cho Ukraine sẽ không thấm vào đâu so với hậu quả dài hạn và cái giá phải trả đối với phương Tây nếu không ngăn cản được Nga. Thủ tướng Olaf Scholz kêu gọi Liên minh châu Âu EU và Washington duy trì cam kết hỗ trợ quân sự cho Kiev giữa lúc nguồn vũ khí và đạn dược tại Ukraine đang cạn dần, trong khi nhiều cam kết hỗ trợ tài chính hoặc đã sắp hết hiệu lực. Đức sẵn sàng cam kết hỗ trợ an ninh dài hạn với Kiev và đầu tư để Ukraine đủ năng lực, dàn đè, tự vệ trước những cuộc tấn công trong tương lai. Ukraine là quốc gia công nghiệp hóa cao và có triển vọng làm thành viên EU. Họ có thể xây dựng quân đội hiện đại và trang bị tốt một khi đẩy lùi được Nga. Viễn cảnh này sẽ củng cố an ninh cho Mỹ lẫn châu Âu, ông Scholz khẳng định. Kể từ khi chiến sự nổ ra vào năm 2022, Đức là nước viện trợ Ukraine nhiều thứ hai xếp sau Mỹ. Quốc gia này cam kết và chuyển giao cho Ukraine hơn 30 tỷ đô la vũ khí, trong đó có xe tăng, pháo và hệ thống phòng không. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.